Mẹ em thèm chua nhưng mà không có những cái loại trái cây để mà ăn. Thì đây là cái loại trái cây mà nó trong suốt cái quá trình thai kỳ của mẹ em. Ngày xưa khi mà mẹ em đi sanh em, ông bà ngoại đưa mẹ em đi trên chiếc xuồng và dõi mẹ em đi sanh em. Một cái câu chuyện rất là vui là ông ngoại em rất là vội vàng, nhưng bà ngoại em thì ông cứ từ từ đi. Dạ thì em được sinh ra cũng trên sông Vàm luôn. Dạ, lần đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến ban giám khảo và quý vị khán giả đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và em cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em có mặt trong cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm 2022. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh Thảo. Năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và quê hương của em là Tân Trụ, Long An, nơi có hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây chảy qua. Em có đọc cái điều kiện dự thi thì em cũng biết là mình là thí sinh đã quá tuổi. Tuy nhiên thì khi mà đọc được cái thông điệp của cuộc thi á, thì em rất là hứng thú và em rất là gọi là quyết tâm để tham gia cuộc thi này á. Là tại vì em khi mà em đọc thông điệp á, là tìm ra đại sứ có thể đại diện cho người con gái Long An. Phát triển được văn hóa và du lịch của người Long An, thì qua đó thì mình sẽ phát triển được kinh tế và giúp được cuộc sống của người Long An sẽ tốt hơn. Bạn có thể giải thích một chút xíu về nhánh bờ mà bạn mang lên sân khấu không? Dạ, với những người con sông nước á, thì khi mà mình cầm nhánh bờ á, thì những người con sông nước thì sẽ đều biết là cái này là nhánh bờ. Tuy nhiên thì có rất là nhiều người thì không biết đây là cái cây bờ. Và khi mà em mang lên trên này thì tại sao nó không phải là một mà nhành sen hay là một bó lúa mà nó lại là một cái nhánh bần. Trên sông Vàm á thì cái nhánh bần này nè, nó có rất là nhiều. Và ngày xưa khi mà mẹ em mang thai em á thì lúc đó thì cái điều kiện kinh tế nó còn khó khăn, nên là mẹ em thèm chua nhưng mà không có những cái loại trái cây để mà ăn. Thì đây là cái loại trái cây mà nó trong suốt cái quá trình thai kỳ của mẹ em. Ngày xưa khi mà mẹ em đi sanh em, ông bà ngoại đưa mẹ em đi trên chiếc xuồng và dõi mẹ em đi sanh em. Một cái câu chuyện rất là vui là ông ngoại em rất là vội vàng, nhưng bà ngoại em thì ông cứ từ từ đi. Dạ thì em được sinh ra cũng trên sông Vàm luôn. Rõ ràng khi em nói trong cái giọng của em, khi tự giới thiệu về mình, em 29 tuổi, em tìm hiểu tiêu chí, em phát hiện ra rằng là mình đã cao tuổi rồi và có thể là mình đã bị không có phù hợp với tiêu chí cuộc thi, nhưng mình quyết tâm tới đây. Cái tình đất, tình người ở trong em, cái mong muốn được giới thiệu về quê hương bản quán ở trong con người của mình, cái yêu thương đó từ nguồn cội, từ ruột rà trong em, ở trong Hoa Khôi Sông Vàm, em đã làm được và cảm ơn em vô cùng. Sẽ phải lan tỏa năng lượng sống tích cực đó, không phải chỉ trong khuôn khổ cuộc thi này, mà trong từng hành trình của mình em nhé. Cảm ơn em và chúc em và gia đình luôn hạnh phúc. Dạ em xin cảm ơn ban giám khảo ạ.